Liệu các bạn có biết trong Lockfoot có rất là nhiều dòng chữ bí mật hay thậm chí là một cái danh hiệu ẩn chỉ có 1% người chơi sở hữu? Và đương nhiên rồi, ở video hôm nay mình với Bidax sẽ giới thiệu với các bạn 15 bí mật mà có rất ít người biết trong Lockfoot. Và đừng quên là các bạn có thể sở hữu ngoại tộc với 4.145 cái phần bình luận nha. Thì đến với bí mật đầu tiên, đó chính là của trái Venom. Như các bạn đã biết trong Lockfoot, những trái quỷ có chiêu bay như là trái lai chẳng hạn, thì khi mà chúng ta càng thấp máu thì nó sẽ bay càng chậm hay thậm chí là không bay luôn. Tuy nhiên với trái Venom, trái độc á hả? Trái Venom của Maikyu Sharingan á. Đúng luôn, cái thằng quản ngục ở Mai Gia Tao gì đúng không? Thằng Maikyu Sharingan á. Itachi. Thì nếu như các bạn không biết, chiêu F của trái Venom chính là một chiêu có tốc độ di chuyển khá là chậm trong Lockfoot. Thậm chí là nó còn bay chậm hơn cái trái Shadow nữa. Đúng thiệt là thất vọng về trái Venom mà. Tuy nhiên có điều đặc biệt, đó chính là em có thể đánh anh không? Ok. Rồi, quýnh anh thấp máu xíu ơi. Ây da. Rồi, được rồi. Khi mà các bạn sử dụng trái Venom mà còn thấp máu thế này thì chúng ta sử dụng chiêu F, nó sẽ bay cực kỳ nhanh luôn. Gì trời, em bay trước anh nữa mà. Tuổi, sao bay lại trái Venom? Anh nói rồi, trái của Maikyu Sharingan mạnh lắm. Rồi trái nào của Itachi? Trái của em nè, trái của em có Shuriken á. Đây hả? Đó, trái của Itachi. Mày biết giờ không, khi mà chúng ta sử dụng chiêu F của trái Venom thì sẽ không được hồi máu lại á. Và đến với bí mật thứ hai, em biết ở đâu không? Em đoán đại nha, Shikato. Ở Hao Thịt Castle. Ủa? Hồi nãy mình tiết lộ nó biết chữ Castle, nó không biết cái nào các bạn. Thì bí mật này đó chính là khi mà chúng ta đi lại cái chỗ này nọ, có một cái NPC bí ẩn ở đây, và các bạn bấm vào cái chữ Try Luck. Ôi, cái gì vậy? What the fuck? Mày. Thì nếu như mà các bạn đủ may mắn trong lúc cầu nguyện thì các bạn có thể nhận được God Chalice và linh hồn bóng tối cùng với cực kỳ nhiều Belly và Fragment. Em chưa bao giờ được luôn á. Thì nếu như mà em làm được cái điều này á thì em sẽ được một cái title cực kỳ đặc biệt trong Lockfoot. Đó chính là cái title The Devil Luck, một trong những title hiếm nhất Lockfoot hiện tại luôn. Chỉ với 1% tỷ lệ người sở hữu thôi đó. Và sẵn tiện đây ở C3 thì mình sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật cũng khá đặc biệt nữa. Ê, sao mày trả tao hoài mày? Đầu tiên thì các bạn hãy đi đến Rich Tree cho mình. Theo anh nè, let's go. Ok. Em nhớ cái chỗ dưới cái hang này đúng không? Nhớ chỗ anh đánh em chứ. Nhảy xuống đây đi. Thì có cái điều khá đặc biệt ở chỗ này, đó chính là em tin là anh có thể đứng trên không được luôn không? Kiểu nhảy lên xong đứng giữa không trung luôn. Sao làm được? Đương nhiên rồi, thì đó mới gọi là bí mật chứ, theo anh nè. Okay, cái này là anh chỉ cho mình em biết thôi nha. Các bạn fan lúc này nhắm mắt lại đi. Nè, chúng ta chỉ cần đi lên đây và sau đó thì bùm. Ôi, em đứng hấp hơn anh à. Thấy gì không? Là mình đang đứng trên không đó hả? Chúng ta đang đứng trên không chung luôn nha các bạn. Thì đây một điều khá đặc biệt trong game, các bạn có thể giới thiệu với bạn bè để đứng trên không cùng nhau. Wow. Mr. Beast này hợp tác cùng tôi. Mà bây giờ cái này khi mà em nhảy lên á thì nó sẽ bay cực kỳ cao nè. Ui, cao vãi. Lướt lên cái bay à. Và cái chỗ trên không trung này các bạn có thể đi ra tới ngoài này luôn nè. Khá là xịn nha. Ok, và đến với một bí mật tiếp theo. Em còn nhớ trái Kilo đã bị xóa trong Lockfoot không? Nhớ. Thì như những video trước anh nói thì chỉ có một con boss nữ hoàng Kilo đây mới sở hữu được cái trái đó thôi đúng không? Đúng rồi. Tuy nhiên thì hôm nay đã phát hiện ra được một chỗ có thể giúp chúng ta sở hữu được trái Kilo. Ở đâu? Trái đó bị xóa mà. Rồi, cái này tin chuẩn 100% nha theo anh nè. Về Total Mansion nha các bạn. Rồi, một nơi khá là bí mật đó. Đây, các bạn thấy giờ không? Chuồng chó của admin. Ui, con chó này tên là Wenlock nè. Thì với cái chuồng chó này các bạn có thể mua được trái Kilo. 97 cơ bớt. Mua luôn nha. Mua ấy. Mua thử luôn trái Kilo. Ủa 97 cơ bớt chỗ này hả? 50 cơ bớt là nó mua được trái này vĩnh viễn rồi mà. Tôi biết thì hợp tác với anh ghi lệnh đi. Anh ghi lệnh đi cam rồi. Trời ơi, Mr. Beast ơi, hợp tác với tôi. Thôi tặng em nè, anh là Mr. Beast mà. Cảm ơn nha. Thôi không có gì đâu. Đến với bí mật tiếp theo nào. Thì đầu tiên em mới lấy ra cho anh cái áo choàng hải quân đi. Rồi. Thì khi mà em đeo cái áo choàng này ở bên phe hải tặc, cái logo phía sau game đó chính là bằng gấu trắng. Cái này cũng khá bình thường ha. Tuy nhiên khi mà em chuyển sang hải quân thì cái áo choàng này nó sẽ đổi thành cái logo hoàn toàn khác luôn. Em biết logo này là gì nè. Là gì? Logo Hải Âu. Đúng rồi. Nó là con Hải Âu. Đúng rồi. Không cãi được các bạn ơi. Thì đây chính là một cái phụ kiện duy nhất trong Lockfoot có thể thay đổi hình dạng theo phe của chúng ta ha. Nhưng mà anh nghĩ cái này có khá ít bạn biết đó đúng không? Tại cái áo choàng này chắc cũng không ai xài tới đâu. Em cũng không bao giờ để ý luôn. Ok, và đến với một bí mật tiếp theo mà mình chắc chắn là các bạn không bao giờ biết luôn, và kể cả Vidac nữa. Thì bây giờ em bấm vô cái chữ shop đi. Ok. Rồi em kéo xuống cái phần mà mua Belly bằng Robert. Em thấy giá Belly hiện tại đó chính là 50 Robert để đổi lấy 60k Belly đúng không? Tuy nhiên nếu em ở C1 thì số
Billy này chỉ có 10.000 cho 50 robot thôi, có nghĩa là nó sẽ rất là ít luôn. Và C2 nó cũng vậy. Điều này có nghĩa là mỗi lần các bạn lên một C khác nhau thì nó sẽ tăng số tiền mà các bạn nhận được từ robot. Vậy là bây giờ các bạn chỉ cần lên C3 và mua thật là nhiều Billy bằng robot là được rồi. Quá đã. Mà mình nghĩ chắc cũng không ai mua Billy bằng robot đâu ha. Còn nếu có mua thì các bạn hãy đặt ở shop của mình để có thể nhận được nhiều Billy hơn nha. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ trở về C1. Let's go. Em biết bí mật ở đây là gì không? Qua mid đồ sao đây. Theo anh à, đi theo anh à, một bí mật khá là nổ não nha, đó chính là khi em vô căn nhà này thì quá bình thường, ai cũng biết đúng không? Đúng rồi, chỗ này chỗ Pet Zero. Tuy nhiên khi em quay mặt lại phía sau, nó sẽ có bức hình của anh Ronaldo. Ủa, nó phải đâu? Nó phải Ronaldo. Em thấy tên này là gì không? Wenlock. Hồi nãy em nhớ trên chuồng chó nó có chữ Wenlock không? Nó khá giống tên trên cái thẻ bài này. Tuy nhiên thì mình cũng không biết anh bạn này là ai nữa, bởi vì trong số admin thì mình vẫn chưa hề thấy cái này xuất hiện ha. Còn bây giờ thì đến với bí mật tiếp theo, đó chính là một bí mật ở Marineford. Khi mà các bạn vào Blockfoot nhưng ở bên phe hải quân thì nó sẽ spam các bạn ra gần ngay trong cái lâu đài luôn. Thì khi mà chúng ta được spam ở gần cái pháo đài như thế này, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể đi nhận nhiệm vụ win boss một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Và nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể nhận nhiệm vụ săn bounty nè. Nó dám mày dám. Thôi nhưng mà mình đùa thôi các bạn ơi, nghĩ sao anh em lại quýnh nhau đúng không mày ơi? Ơi thì hồi nãy mình đã đăng nhập bên hải quân phải không, bây giờ mình sẽ đăng nhập bên hải tặc cho các bạn xem điều gì nó tạo nên cái bí mật này nha. Đó chính là khi các bạn tham gia phe hải tặc thì nó sẽ chuyển các bạn ra ở phía bên ngoài như thế này, cũng khá logic đúng không? Tại trong NB là hải tặc nó sẽ tấn công như Marineford là nó sẽ spam ở phía bên ngoài, còn hải quân thì sẽ ở trong để bảo vệ. Nó khá là giống trong anime luôn á. Đó chính là lý do mà tại sao mình khá thích Blockfoot các bạn, một cái tính logic cũng khá là cao ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với bí mật ở C2 nha. Thì đầu tiên anh với em lại quán cà phê uống cà phê xíu ơi. Thì ở quán cà phê này nó sẽ có cái bí mật khá là kinh khủng, đó là trên cây ghế của nó sẽ có dòng chữ Chat E the King of Blockfoot. Nè đọc thử ơi. Ê, uống cà phê hay các mày? Nhưng mà chưa hết đâu, khi mà chúng ta nhảy lên cái khung trên đây. Từ đó mình đi xuống lại cái. Đây, 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 đây. Nó sẽ có thêm cái dòng chữ It Exist ở đây nữa. Thì dòng chữ này có nghĩa là nó tồn tại. Và nếu như mà các bạn tò mò về cái gì tồn tại thì bây giờ sẽ đến với bí mật tiếp theo nha. Thì để đến với được bí mật tiếp theo, các bạn chỉ cần dịch chuyển ra phía dưới của cà phê. Đại hội, đại hội, đại phía trước nào, phía trước nào Phúc. Let's go, let's go. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần dịch chuyển vô phía trong thôi. Đây, bên trong này đó chính là cái chỗ thức tỉnh chát quỷ. Tuy nhiên thì nó có gì đặc biệt đúng không? Rồi đi anh nè, đi ra hướng phía sau cái cột này, chúng ta sẽ có một cái dòng chữ đó chính là Life Form. Và dòng chữ cuối cùng của sự kiện này đó chính là chữ Undead nha các bạn. Thì đây chính là một cái câu đố của cây Yoru khi mà admin mới ra ha. Còn bây giờ thì ai cũng biết cách thức tỉnh Yoru rồi nên là sẽ rất ít người biết tới mấy dòng chữ này. Không ai quan tâm luôn. Rồi, đi hoa nào Phúc, let's go. Ủa, lộn chỗ rồi, đây là đâu vậy? Thì đến với bí mật kế tiếp, đó chính là các bạn chỉ cần lên C2 và đi ra cái đảo tuyết ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy trái Control ra cho mình nha. Đây rồi, let's go, và các bạn bật dòng Control lên. Rồi, em thấy ba cái nhà ở đây không Phúc? Hay. Giờ anh sẽ cho em coi một màn ảo thuật nha. Nè, cái nhà này em không đi vô được đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì sen thấy gì đó không? Thấy cái gương. Chưa đâu nha, còn nè, còn nè, còn nữa nè. Sen. Ôi. Đố em trong cái nhà này chứ có không á? Có luôn, có luôn. Chuẩn. Thì mấy cái nhà ở C3 này không biết vì lý do gì thì nó sẽ có mấy cái gương tồn tại bên trong đó ha. Các bạn chỉ cần việc sử dụng trái Control và cắt nó ra, vậy là các bạn đã có thể nhặt được hai cái gương với số tiền là tầm khoảng 3k Billy. Cũng hơi nhiều mà đúng không Phúc? Nãy em lụm thấy nhiều không? Cũng được, mấy cái gương bạc ở C2 cũng được thôi à. Và đến với một bí mật cực kỳ bá đạo trong Blockfoot. Thì em còn nhớ cái đảo quýnh boss Rip in Ra ở C2 không? Nhớ cái đảo quýnh rồi lên C3 đúng không? Chuẩn luôn, thì em có biết cái đường đi đến cái đảo đó đâu không? Không, cái đảo đó chỉ là đảo kỳ đặc biệt không ạ. Sao, thật ra là chúng ta vẫn có thể đi tới đảo đó. Nào, cái nào? Theo anh nè, ra đây. Em đang đâu vậy? Rồi, sẵn sàng chưa? Cầm trái like lên đi. Ok, ok, with me. Rồi. Đi qua nào, let's go. Thì em chỉ cần bay thẳng tới hướng phía trước thôi là nó sẽ tới được cái đảo của Rip Indra. Thì cái này á, nếu như mà các bạn không có tộc cá thì các bạn nên đi bằng thuyền nha. Còn mình thì đi bằng trái like, tại vì mình sợ mấy si biết nó xuất hiện đột ngột rồi nó úp sọt hai anh em mình nên là mình sẽ đi bằng trái like nha. Đây rồi, đảo của Rip Indra Chan. Ăn ba tô cơm. Ôi kìa 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 kìa. Ủa cái này là chan đâu? Ôi thì hiện tại trên đảo này chỉ có một mình Rip Indra thôi nha các bạn. Wow. Rồi vô BBB đó đây Phúc. Trời ơi. Tao sẽ cầm Yoru VIP Pro đánh với nó. Trời ơi đỉnh quá anh VDuck ơi, anh BBB hay quá. Ôi bạn có hâm mộ anh VDuck không? Bạn hâm mộ anh VDuck không? Em đánh bại con này anh sẽ cho em 10 triệu. Thiệt ra tại không đánh được nó chết đâu. Đại được mà nó đang mất máu kìa. Anh xàm má nó đang mất máu. Đó rồi đại đầy cái máu kìa. Ủa gì hả? Trạng thái hắc ám hả? Ừ, nó sẽ bị giết cái trạng thái hai thôi, trạng thái lúc này em sẽ giết nè. Đến phụ em tay. Dạ. Ôi, nó trạng thái hắc ám nữa kìa. Ủa chắc là lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. Ừ, con này chắc ba dạng á, con này chắc nó ba dạng á. Khỏi, mày khỏi. Hay kìa, ủi. Thôi, chắc lần nữa, chắc lần nữa.
Ai, cuối cùng chúng ta đã trở lại được C3 rồi. Và đương nhiên sẽ đến với bí mật kế tiếp luôn. Ai, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Tiki Abbot nha. Em biết bí mật gì ở đây không? Một cái tòa tháp. Trời ơi, em biết luôn. Nhưng mà cái tòa tháp này á, bình thường em muốn leo lên để enchant kiếm á thì em phải leo cái cầu thang gì rất là lâu đúng không? Ê má, lâu thiệt á. Ê, còn rớt xuống nữa chứ. Anh tưởng nó cũng phải gần lắm. Ôi, cuối cùng cũng lên rồi Phú ơi. Làm gì vậy? Gà, em tưởng vậy là nhanh đó hả? Ừ, nhanh hơn anh á. Thiệt ra cái bí mật mà anh muốn giới thiệu với em á, đó chính là gì nè, coi nè. Thấy gì không? Em có thể đi vô cái chỗ này bằng cái đường bên đây nè, thấy không? Cái bức tường bên đây em chỉ cần nhảy vô là đi ra luôn. Ồ, chỗ này hết kinh phí xây dựng đi ra. Cái này thì mình nghĩ là chắc có rất ít bạn biết đúng không? Tới cái Vidac nó còn không biết nữa mà. Rồi, tiếp theo sẽ đến với một bí mật ở Tiki Abbot nữa. Rồi, theo anh nè, em nhớ cái tầng hầm nhốt Loli của anh Men không? Ai nhớ nhớ. Nhảy xuống đây đi. Thật ra trong cái tầng hầm này nó còn có cái bí mật kinh khủng nữa, đó chính là những con số bí ẩn. Em thấy số 20 ở đây không? Ồ, hay. Khi mà em đi vô số này nó sẽ biến mất nè, coi nè, coi nè. Nhìn kỹ nha. Ok, ok. Anh chạm nó là nó sẽ biến mất. Nó rớt xuống, nó dằn gà chứ không. Nó biến mất. Nó đây nè. Nó biến mất nha các bạn. Cái này không phải là nó rớt cái đâu, nó biến mất đó. Bí mật mà. Nó đây nè. Không phải đâu. Và bí mật cuối cùng đó chính là trái quỷ thứ 40 trong Blockfoot. Một trái quỷ chỉ có hai chiêu duy nhất thôi, đó chính là Mori và Snap Mori. Mặc dù chỉ có hai chiêu nhưng mà lượng đam nó gây ra phải gọi là vô hạn luôn. Và đương nhiên trái quỷ này chỉ có admin mới có thể sử dụng được thôi, nên là các bạn nhớ like và đăng ký video nha.